Đội Võ Đức Hiền xin kính chào quý vị, và hôm nay là buổi sáng ngày mùng 1 tháng 9 năm 2016, và cũng là ngày đầu tháng âm lịch của tháng 8 năm nay. Đức Hiền xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý vị cũng như là khách hàng của Đức Hiền. Chúc một tháng luôn gặp nhiều may mắn. Và clip này tôi xin trân trọng giới thiệu bộ cuốn thư câu đối Long Hóa và đôi câu đối Quả Bầu. Thì chiếc cuốn thư này là đã có đơn đặt hàng của bác Long ở phố Lạc Long Quân rồi. Tuy nhiên là cái này thì lúc mộc tôi đã, bác Long đã xem và ký duyệt, nhưng mà ngày hôm nay thì hàng đã thành phẩm và tôi cùng một lúc là có làm clip này thì có mấy cái việc như sau. Thứ nhất là để bác Long bác ngó lại cái hàng thành phẩm của bác. Thứ hai là ngày hôm qua thì tôi đã quay một clip tương đối dài khoảng 20 phút cho cô Jenny ở Australia. Thì hôm qua là cô là mới có hàng mộc thôi, chưa xong hàng thành phẩm, nhưng mà cô gọi điện cô hỏi thì tôi cũng đã quay cho cô và báo cáo cô là khi mà lên hàng thành phẩm thì nó sẽ như thế này, tức là mọi đường nét từ long hóa rồi những cái cánh hoa nhị hoa hay là nền gấm hay là các cái hoa văn trồng tiền cây điệu đều được nổi bật, và cái nền của nó là màu cánh gián non và chữ bà chữ Đức Lưu Quang là nổi bật lên đây. Đồng thời là có một khách hàng nữa là chị Dung ở Hà Nội, chị cũng rất muốn là trang bị một cái bức cuốn thư cho gia đình, nhưng mà do là cái chiều cao của cái phòng thờ nó cũng hạn chế, nó chỉ được 2m3. Trong khi đó thì là cái này thì hôm qua tôi có bảo dự kiến tìm cách làm nó thấp xuống là 75 nhưng mà không được. Sáng nay tôi đã rút thước đo kiểm tra lại thì chiếc cuốn thư này hiện nay đang là cao 81 và dài 1m83. Và cái kích thước nó chuẩn đến nỗi là không biết làm thế nào để cho nó co lại được. Nếu chúng ta bóp bẹp nó xuống thì trông nó sẽ không đảm bảo tính thẩm mỹ. Cho nên là nếu như chị Dung mà quyết định làm cái cuốn thư này thì nó sẽ vẫn phải giữ chiều cao 81. Nếu như là có như vậy thì của chị còn 103 chiều đi 81 nó sẽ còn là 22 cm. Thì với cái chiều cao như vậy thì cũng hơi hạn chế. Tuy nhiên là chị rất muốn là lòng thành là trang bị một chiếc cuốn thư này để cái sau bàn thờ cho nó rực rỡ. Còn báo cáo quý vị là đôi câu đối đây. Đôi câu đối này cao 1m33 và nội dung một bên là Đức Thừa Thiên Tổ Thiên Niên Thích và bên kia là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Xin lỗi là tôi cứ quay clip là lại có điện thoại, thật là bất tiện, nhưng mà quý vị thật thông cảm. Alo. Đang ở phía trước là bà chủ đang gọi không thấy đâu. Sao lại có những đôi câu đối lại hình thẳng và cô và có đôi câu đối hình của bầu? Thì xin thưa quý vị là có những cái bàn thờ nó đã chạm vào hai bên tường và không còn chỗ để câu đối, tuy nhiên là nó lại có đảm bảo được cái chiều cao,
cho nên là cái đôi quả bầu này sẽ để phía trên bàn thờ kèm với một cái cuốn thư cỡ nhỏ, thế là vừa xinh. Cho nên là từ xưa các cụ đã nghĩ ra cái gì là nó đều có lý do của nó. Cái quả bầu, những cái đồ thờ cúng đều có cái cách điệu. Đây là đầu long hóa đây. Tiếp theo nữa là những cái phần cái quả, hoa lá, quả rồi những cái tua nhỏ bám. Các cái công thức đều hết sức là cẩn thận, chặt chẽ. Và mọi người cứ bảo rằng thế thì giả sử người thợ người ta có bớt đi một vài cái dây tua này, hay là có bớt đi một hai cái lá này thì cũng không ai để ý. Nhưng không phải đâu. Bởi vì là khi khách hàng mua là ban đầu thì chưa nhìn kỹ, nhưng khi nào mỗi lúc, mỗi năm, mỗi tháng lại bình tĩnh ngắm nghía thì mới thấy được những cái vẻ đẹp nó ẩn sâu vào, và càng ngắm càng thấy thích, càng thấy sướng, thì đi đâu cũng chuyện trò cũng ca ngợi, và cái danh tiếng của nhà sản xuất nó cũng được nổi lên theo. Hay ví dụ như là từng cái quý vị nhìn thấy mấy cái bông hoa thôi tít tận ở cái chân cao và như thế này thì nghĩ rằng là ai được để ý kỹ, nhưng không, cái việc từng cái nhị hoa, từng cái chấm này hết sức là cẩn thận, vẫn được làm rất chu đáo. Thế sau này trong quá trình sử dụng thì quý khách là cứ ngắm đi ngắm lại và càng ngắm càng thấy đẹp rồi, thì nhất định là trong những cái việc mà đặt những cái đồ sau này sẽ dành ưu ái cho đồ gỗ Đức Hiền. Và xin quý vị hỏi về cái gì về kỹ thuật hoặc là giá cả, xin gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin đến số 0984 666 999, hoặc truy cập vào đồgỗduochien.com để tham khảo. Tại vì quý vị một comment ở dưới cái clip ấy, là nhiều khi tôi rất bận rộn, có khi đến 1-2 tuần mới mở ra xem thì tôi không trả lời trực tiếp được cho quý vị. Sợ quý vị trách là tại sao cứ đăng lên mà không nói giá, mà hỏi ở dưới này chả thấy trả lời. Và các quý vị là công việc rất bận rộn, và tôi thường xuyên ở xưởng, chỉ có đầu buổi sáng hoặc là những cái trường hợp có khách yêu cầu thì mình mới trực tiếp là quay clip ở online thôi. Còn đôi khi không trả lời kịp thời ở những cái comment quý vị thì nó cũng sẽ hơi bất tiện. Còn có gì quý vị cứ điện thoại thẳng luôn thì nó tiện hơn. Cái hình ảnh này đang được quay, tôi xin nhắc lại, quay ngày hôm nay là mùng 1 tháng 8 âm lịch, cũng là mùng 1 tháng 9 dương lịch, ngày năm 2016. Và đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi. Bên kia là khu B. Và trong này những người công nhân tôi đang hoàn thiện chiếc sập gỗ hương đá Vân Mun. Còn đây là chiếc tủ góc của anh Hạ ở Lạng Sơn. Còn đây là chiếc sập hương đá của bác Dương ở Hải Dương. Chúng tôi vẫn chưa kịp đánh. Có thể nói là nhiều ngày nay thì đồ gỗ Đức Hiền đã phải làm tối, nhưng mà vẫn chưa kịp cho hàng khách hàng. Mong quý khách cứ bình tĩnh thì chúng tôi sẽ giao hàng dần dần từ từ. Alo.